Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam bơm 24 tỷ đô la giải cứu SCB vì lo ngại hiệu ứng domino. Ngày 17 tháng 4, VOA tiếng Việt cho hay, Reuters, Việt Nam bơm tới 24 tỷ đô la để giải cứu ngân hàng SCB bị chìm trong vụ lừa đảo khổng lồ. VOA dẫn tin độc quyền của hãng tin quốc tế cho biết, hãng này đã trích dẫn 3 văn bản của ngành ngân hàng và thông tin chính thức mới mà một nguồn tin đã cung cấp cho hãng. Theo đó, Việt Nam đã làm một việc chưa từng có để giải cứu ngân hàng SCB là ngân hàng gặp nguy khốn trong vụ lừa đảo tài chính lớn nhất cả nước. Theo nguồn tin nói trên, nếu không cho vay, SCB sẽ sụp đổ, còn nếu tiếp tục cho vay, kho bạc quốc gia sẽ dần cạn kiệt. Nguồn tin cũng mô tả, tình huống này là chưa từng có, xét về khối lượng tiền mặt khổng lồ được bơm vào, sự phức tạp của hoạt động, cũng như quy mô thiệt hại hiện tại và tiềm ẩn đối với hệ thống tài chính Việt Nam. Và đây là hình bản tin trên VOA. Theo VOA, nợ công của Việt Nam năm ngoái ổn định ở mức 37% GDP, trong khi thâm hụt ngân sách tăng nhẹ lên 4,4% GDP. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dự trữ ngoại hối đạt khoảng 100 tỷ đô la vào cuối năm 2023. Tính đến đầu tháng 4 này, Ngân hàng Trung ương của Việt Nam đã bơm 24 tỷ đô la qua các khoản vay đặc biệt vào SCB theo một trong những văn bản ngành ngân hàng cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày kể từ ngày 29 tháng 3 về tổng số tiền bơm từ ngân hàng trung ương. Vẫn theo VOA, việc cho vay đã giảm một chút nhưng đạt mức trung bình là hơn 900 triệu đô la tháng trong năm tháng qua. Vẫn theo VOA, việc cho vay đã giảm một chút nhưng đạt mức trung bình là hơn 900 triệu đô la cho mỗi tháng trong năm tháng qua. Những khoản bơm tiền mặt rất lớn đó của ngân hàng nhà nước Việt Nam và SCB tương đương với 5,6% sản lượng kinh tế hàng năm của quốc gia hay khoảng 1 phần dự trữ ngoại hối của Việt Nam. VOA cho biết những khoản vay này chưa được đưa tin trước đây. Trên thực tế, đến nay báo chí nhà nước vẫn chưa hé một lời nào về việc bơm tiền giải cứu SCB. VOA cũng cho biết ngân hàng nhà nước đưa SCB vào diện bị giám sát để ngăn chặn tình trạng rút tiền ồ ạt do vụ bắt giữ nữ đại gia bất động sản Trương Mỹ Lan vào tháng 10 năm 2022. Kể từ đó, SCB đã sử dụng những số tiền được bơm để chi trả cho việc rút tiền mặt theo một trong những tài liệu ngân hàng mà SCB đã gửi cho Ngân hàng Trung ương vào tháng 11 năm 2023 để giải thích về việc sử dụng các khoản vay. Và đây là hình bà Trương Mỹ Lan tại tòa. Sau khi Ngân hàng Trung ương vào cuộc, tiền gửi ở SCB đã giảm 80% xuống còn khoảng 6 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2023. SCB có thể không còn các khoản tiền gửi vào giữa năm nay với tốc độ rút tiền hiện tại và nợ xấu đã tăng lên 97,08% dư nợ tín dụng tính đến tháng 10 năm 2023. VOA cho biết thêm, bà Lan đã bị kết án tử hình vào ngày 1 tháng 4 sau khi bị kết tội chủ mưu vụ lừa đảo. Bà không nhận tội biển thủ và hối lộ trong vụ án này. VOA dẫn lời một luật sư của bà Lan cho biết, bà sẽ kháng cáo bản án của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. VOA tiếp tục dẫn tin mới nhất từ hãng tin quốc tế nói trên. Theo đó, bất chấp sự trợ giúp chính thức tính đến tháng 12 năm 2023, SCB vẫn tiếp tục gặp vấn đề về thanh khoản và đôi khi phải vật lộn để giải quyết các khoản thanh toán đúng hạn khi khách hàng chuyển tiền sang các ngân hàng khác và khi xử lý thanh toán qua hệ thống thanh toán bù trừ chính của Việt Nam. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng và tạo ra rủi ro cho toàn bộ hệ thống tài chính ngân hàng, văn bản của ngành ngân hàng cho hay. VOA cũng dẫn bản cập nhật gần đây do ngân hàng SCB soạn về vấn đề này mà hãng tin quốc tế xem được theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho SCB 592.000 tỷ đồng, tức 23,72 tỷ đô la, dưới dạng các khoản vay đặc biệt tính đến ngày 2 tháng 4. SCB từng là một trong những tổ chức cho vay thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo lượng tiền gửi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Việt Nam bơm 24 tỷ đô la giải cứu SCB vì lo ngại hiệu ứng domino xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin một đất nước thục lùi ngày 15 tháng 4 báo Tiếng Dân đăng bài sự thục lùi vĩ đại qua vụ sập hầm đường sắt của nhà báo Nguyễn Thâm. Tác giả đề cập đến vụ sập hầm đường xe lửa, tức đường sắt hỏa xa, chui qua đèo cả khiến mạch giao thông này bị tê liệt, áp tắc đã mấy hôm nay và chưa biết còn tắc tới khi nào và nêu câu hỏi sự cố này nói lên điều gì. Tác giả nhận xét một đất nước dài như nước ta, cả 3.000 cây số thì đường sắt liên vận là quan trọng nhất, kinh tế nhất. Chính vì vậy, người Pháp đã bắt tay làm đường sắt ngay sau khi đã tạm ổn cuộc chinh phục. Những đoạn đường, tuyến đường cuối cùng họ làm cũng đã có tuổi cả thế kỷ. Đường sắt là thứ công trình kỳ vĩ số 1 mà người Pháp đã xây dựng và để lại cho xứ An Nam. Nói chính xác, không có thực dân Pháp thì không có đường sắt Việt Nam. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Vậy nhưng tác giả Mỹ Mai, sau khi đánh đuổi được đế quốc to là Pháp, người Cộng sản hầu như chỉ biết tiếp thu sử dụng sản phẩm có sẵn ấy, khai thác triệt để chứ không làm thay đổi, phát triển được bao nhiêu, nói ngay cái khổ cỡ đường cho tới giờ sau cả trăm năm vẫn hẹp như cũ. Các toa tàu vẫn phần lớn kiểu cũ, vệ sinh xả thải ngay xuống nền đường dây, tốc độ thậm chí còn chậm hơn tàu thời Pháp. Mua được cái vé xe lửa để xuyên Việt, để về quê dịp lễ Tết còn khổ hơn bị trời hành, vân vân. Tác giả nhận định công trình giao thông vĩ đại như vậy, cái hầm qua đèo cả vừa bị sập chẳng hạn, rồi hầm Hải Vân, hầm đèo ngang Cả thế kỷ bị khai thác tối đa mà không nghĩ tới bồi vỗ gia cố nó thì nó phải sụp thôi. Tất nhiên họ sẽ đổ cho trời tại địa chất này nọ. Tác giả đánh giá đường sắt lộ thiên bị sụp, bị ngập lục, dù hư hỏng cách mấy cũng dễ khắc phục trong thời gian ngắn. Nhưng ở hầm hẹp khó bề xoay trở thì đừng nghĩ cứ có quyết tâm và tinh thần cách mạng tiến công là được. Tác giả lấy ví dụ là hầm bãi gió tức đèo cả, mấy ngày rồi cũng chưa biết khi nào mới xong xong rồi có dám chạy lại không? Mà khi nó đã rã rượu, sau trăm năm bị lợi dụng mà không bồi bổ, thì chẳng riêng đoạn sụp ấy đâu, nhiều đoạn khác đang chờ tới lượt. Rồi những hầm khác nữa cũng đang xếp hàng chờ an nghỉ sau trăm năm phục vụ. Bóc lột chúng mãi tất nhiên, tới lúc chúng phải đình công bằng cách sụp đổ. Và đây là hình hầm bãi gió ở đèo cả bị sụp. Tác giả cho rằng với những cái hầm tuổi bách niên như vậy, nói cho vui cái miệng tàu đang chui vào giữa đường mà nó sụp cái ầm, thì sau đó chỉ còn cách họp bàn rút kinh nghiệm. Hầm bãi gió chính là lời cảnh báo, là lời nhắc nhở của ông trời chứ không phải đùa. Tác giả kết luận, sau 2 phần 3 thế kỷ, tiếp thu sự cai trị đất nước này với ngành đường sắt, người Cộng sản đã để lại dấu ấn về sự thục lùi vĩ đại kể từ khi nhà mày có khỉ già lắm. Cụm từ nhà mày có khỉ già lắm xuất phát từ một câu chuyện tiểu lâm được truyền miệng ở miền Bắc trước năm 1975. Ngụ ý chăm biếm giới lãnh đạo ngu dốt, xuất thân từ thành phần bần cổ nông, học không hết tiểu học của chương trình bình dân học vụ, đánh vần vẫn không thạo, đọc sai tên của nhà máy cơ khí Gia Lâm thành nhà máy có khỉ già lắm. Người Cộng sản chỉ biết phá hoại mà không có khả năng xây dựng. Ban đầu từ sự ngu dốt và giáo điều đi theo chủ nghĩa mác Lenin của giới lãnh đạo Cộng sản khiến toàn dân lâm vào cảnh đói kém lầm thang đến khi mở cửa nền kinh tế do quản lý yếu kém đã tạo cơ hội cho việc tham nhũng, bỏ túi quá dễ dàng. Giới lãnh đạo hùa nhau tạo ra sân sau, cùng nhau phá hoại khiến đất nước tan hoang như ngày nay. Còn đâu rừng vàng, còn đâu biển bạc, còn đâu những di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, di sản tinh thần và vật thể. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Một đất nước thụt lùi xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.